cần xử lý nghiêm hành vi của Trương Châu Hữu Danh và các thành viên nhóm báo sạch. Ngoài thực hiện hành vi phạm tội tại thành phố Cần Thơ và một số tỉnh thành khác, bị can Trương Châu Hữu Danh sinh năm 1982, ngụ tỉnh Long An, còn lập nhóm cùng Nguyễn Phước Trung Bảo sinh năm 1982, Đoàn Kiên Giang sinh năm 1985, Nguyễn Thanh Nhã sinh năm 1980, cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh và Lê Thế Thắng sinh năm 1982, ngụ thành phố Hà Nội, tạo fanpage báo sạch và nhóm làm báo sạch. Viết bài đăng tải nhiều bài viết sai sự thật, lợi dụng danh nghĩa đấu tranh tiêu cực, hoạt động báo sạch nhưng thực chất lại tiêu cực. Theo cơ quan tố tụng, hành vi phạm tội của các bị can diễn ra trong thời gian dài và có tổ chức. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can nêu trên cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích, nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, lợi dụng chống tiêu cực để tiêu cực. Tại cơ quan điều tra, Danh khai nhận đã sử dụng Facebook Trương Châu Hữu Danh để viết bài đăng tải video clip giải trí, viết bài phản biện các vấn đề tiêu cực được dư luận quan tâm. Các bài viết thu hút được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Và theo bị can tự đánh giá, trang Facebook Trương Châu Hữu Danh có tầm ảnh hưởng ngang với tờ báo điện tử cỡ nhỏ. Từ đó, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, bị can đã viết, đăng tải nhiều bài trên Facebook cá nhân, cố ý xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. 32 bài viết liên quan đến một số cơ quan nhà nước, tổ chức cá nhân tại Cần Thơ, dành chủ yếu sử dụng nguồn thông tin một chiều, không kiểm chứng, dựa vào nhận định chủ quan, suy diễn để viết bài, hướng cộng đồng mạng tham gia bình luận tiêu cực, cố ý xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, cơ quan tổ chức như Quỹ Đầu tư thành phố Cần Thơ, Công ty Cổ phần Đầu tư Cali Cần Thơ, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ, Tòa án Nhân dân huyện Thới Lai, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai, Báo Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, Cơ quan thi hành án, Công an huyện Thới Lai, Công ty Xổ số Kiến thiết nói chung và Công ty Xổ số Kiến thiết thành phố Cần Thơ nói riêng. 50 bài viết khác về các tổ chức cá nhân tại các tỉnh, thành trên cả nước và 28 bài viết liên quan đến lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk. Danh thừa nhận các bài viết trên đang kèm một số video clip, hình ảnh minh họa phản ánh đến các tổ chức cá nhân trong cả nước là sai sự thật. Danh không kiểm chứng thông tin, chỉ suy diễn, nhận định chủ quan để viết bài, cố ý xâm hại đến lợi ích của nhà nước, cơ quan, tổ chức. Ngoài ra, còn có nhiều bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự, làm giảm uy tín của nhiều cá nhân lãnh đạo tại thành phố Cần Thơ và các địa phương khác. Danh khai nhận, từ tháng 8 năm 2019, đã tham gia nhóm báo sạch cùng với Bảo, Nhã, Giang và Thắng, tạo sân chơi sinh hoạt về báo chí, viết bài phản biện xã hội và thu về lợi ích kinh tế. Các thành viên nhóm thống nhất thành lập fanpage báo sạch và nhóm làm báo sạch, viết đăng bài, nhận hợp đồng làm truyền thông, quảng cáo cho các doanh nghiệp, thu lợi ích về kinh tế hơn 2,8 tỷ đồng, trong đó Danh hưởng lợi khoảng 300 triệu đồng. Theo cơ quan chức năng, hầu hết thông tin được các bị can đăng tải, phát tán trên mạng xã hội đều lợi dụng danh nghĩa đấu tranh tiêu cực, hoạt động báo sạch nhưng thực chất lại là tiêu cực. Các bài viết sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng nên khi viết bài không đúng sự thật, đăng tải, phát tán công khai trên mạng xã hội nhằm hướng dư luận theo ý thức chủ quan của bị can, làm cho người đọc hiểu lầm, hiểu sai sự thật. Khi tham gia viết bài, khi đăng tải trên mạng xã hội liên quan đến các chủ đề nóng được dư luận quan tâm, các bị can mong muốn tạo tiếng vang, trở thành người nổi tiếng trên mạng. Sau khi nhiều người biết đến, sẽ nhận hợp đồng quảng cáo truyền thông cho các doanh nghiệp, các đối tác có nhu cầu và thu lợi ích kinh tế. Thực tế, các bị can đã thống nhất thành lập công ty truyền thông, ký hợp đồng với các đối tác có yêu cầu và đã ký một bản hợp đồng quảng cáo tại Đà Nẵng với số tiền 550 triệu đồng. Ngoài ra, từng bị can mối quan hệ cá nhân đại diện cho báo sạch, trực tiếp tham gia trung gian nhận tiền làm truyền thông cho một số doanh nghiệp để thu lợi. Các bị can nảy sinh ý định thành lập trang thông tin hoạt động như một tờ báo điện tử trên nền tảng mạng xã hội để bày tỏ quan điểm, dẫn dắt dư luận theo ý chí chủ quan của mỗi cá nhân mà không chịu sự kiểm soát, điều chỉnh của cơ quan chủ quản theo pháp luật. Các bị can sử dụng thông tin một chiều không kiểm chứng, tự suy diễn, nhận định phiến diện theo quan điểm sai trái đi ngược với bản chất của sự việc dư luận đang quan tâm. Bài viết sử dụng từ ngữ mang tính tiêu cực, suy diễn, bóp méo sự thật nhằm định hướng dư luận, công kích cá nhân, tổ chức, chính quyền. Sau khi Danh bị bắt vào cuối năm 2020, các thành viên báo sạch đã rời nhóm. Cơ quan an ninh trích xuất 47 bài viết, cụ thể Bảo viết 17 bài đăng tải trên fanpage báo sạch và làm báo sạch. Giang viết 14 bài, Danh viết 7 bài, Nhã viết 5 bài và Thắng viết 1 bài. 3 bài còn lại, các bị can không nhớ tới người viết và đăng. Theo kết quả giám định, các bài viết đăng tải trên fanpage, báo sạch và nhóm làm báo sạch đã xâm phạm lợi ích một số cơ quan nhà nước và xâm phạm quyền hợp pháp của nhiều tổ chức, cá nhân ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Cần xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật. Ông Mai Hoàng Dũng, cán bộ hưu trí, ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ chia sẻ,
Xã hội ngày càng phát triển, người dân có nhu cầu tiếp cận thông tin nhanh phục vụ cuộc sống. Đảng, nhà nước tôn trọng quyền tự do ngôn luận của công dân, nhưng một số đối tượng đã vi phạm pháp luật hoặc không thỏa mãn quyền cá nhân. Tư tưởng chuyển hóa dẫn đến chống phá chế độ và đất nước. Một số bị mua chuộc, lôi kéo từ bên ngoài hoặc lợi dụng mạng xã hội, lợi dụng danh nghĩa hoạt động báo chí để lừa gạt, tống tiền. Những người này luôn tìm cách để viết bài, quay video, moi móc những hạn chế, tồn tại của xã hội để xuyên tạc, vu khống. Các đối tượng cố tình dẫn dắt dư luận xã hội, hoài nghi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, kích động chống đối, làm rối ren xã hội. Nhóm Trương Châu Hữu Danh là điển hình cho vấn đề này. Đây là những hành vi rất nguy hiểm đe dọa đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Hành vi này cần phải xử lý nghiêm, không thể để cho ai đó tự lợi dụng tự do báo chí, lợi dụng không gian mạng để thực hiện âm mưu ý đồ phá hoại đất nước, trục lợi cá nhân phi pháp làm bất ổn xã hội, ông Dũng nói. Anh Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ cho biết, kết quả của cơ quan tố tụng đã làm rõ cho thấy đây là nhóm hoạt động có tổ chức, vi phạm các quy định của pháp luật dẫn đến truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc này thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và răn đe các trường hợp khác đã và đang có hành vi lợi dụng mạng xã hội hoặc mang danh nghĩa báo chí đấu tranh tiêu cực nhưng lại dẫn đến hành vi tiêu cực. Trong giai đoạn này, khi tham gia mạng xã hội, đoàn viên thanh niên có cơ hội cập nhật kiến thức, giao lưu học hỏi và tiếp cận thông tin đa chiều. Tuy nhiên, đối diện làn sóng bùng nổ về công nghệ, chúng ta cần tỉnh táo, là người sử dụng mạng xã hội thông minh. Từ việc bình tĩnh tiếp nhận thông tin, không chia sẻ, không bình luận, không like đối với thông tin không chính thống, chưa được kiểm chứng, để không bị lôi kéo dụ dỗ, vi phạm luật an ninh mạng. Theo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ, việc lợi dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và thông tin trên mạng xã hội của một số tổ chức cá nhân có xu hướng gia tăng. Các đối tượng có tổ chức bài bản và mang tính chất ngày càng nghiêm trọng hơn. Các đối tượng xấu, phản động đã triệt để lợi dụng việc phát triển của ngành viễn thông, mạng Internet toàn cầu, lợi dụng sự phát triển của các mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, đưa, đăng tải, chia sẻ phát tán các thông tin có nội dung xấu, độc hại để xuyên tạc, chống phá ngày một tinh vi nghiêm trọng. Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng phát hiện xử lý hàng loạt các trường hợp vi phạm và thẩm định, giám định tư pháp đối với 60 lượt vi phạm để phục vụ cho công tác quản lý, truy tố của cơ quan chức năng. Trong đó có nhóm làm báo sạch do Trương Châu Hữu Danh cùng các thành viên trong nhóm thực hiện, hoạt động chống phá của các đối tượng như Lê Minh Thể, Lê Thị Bình, Phạm Xuân Hào, Trung Hoàng Trương, Nguyễn Phan Lương. Qua đó, cơ quan chức năng thành phố đã thực hiện truy tố hình sự 14 đối tượng vi phạm pháp luật về hoạt động báo chí, thông tin trên mạng. Các đối tượng xấu, phản động đã lợi dụng phương tiện thông tin trên mạng, lợi dụng những điểm sơ hở của pháp luật trong quản lý để tăng cường đưa, đăng tải, phát tán các thông tin tiêu cực, thông tin không chính xác, khai thác triệt để các mặt trái, mâu thuẫn trong xã hội nhằm xuyên tạc, gây hoang mang, kích động, làm mất lòng tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, nhà nước, chính quyền và nhân dân, phục vụ cho ý đồ chống phá chế độ, đòi đa nguyên đa đảng, hướng tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Điều này được thể hiện rõ qua việc hoạt động của nhóm tự xưng là làm báo sạch tại địa bàn thành phố vừa qua do Trương Châu Hữu Danh cầm đầu. Đây là một tổ chức báo chí do cá nhân tổ chức, thành lập, hoạt động sai quy định của luật báo chí và chỉ phục vụ cho mục đích tiêu cực của cá nhân, nhóm cá nhân mà thôi. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ nhận định. Qua giám định các tài liệu, thông tin thu thập được, cơ quan chức năng đã có đủ cơ sở để khẳng định Trương Châu Hữu Danh và đồng bọn đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật Việt Nam. Viện Kiểm soát Nhân dân, thành phố Thới Lai truy tố Trương Châu Hữu Danh cùng đồng bọn liên quan đến nhóm làm báo sạch và báo sạch là hoàn toàn khách quan, đúng pháp luật, do đó thể hiện ý chí nghiêm minh của pháp luật Việt Nam nhằm răn đe các trường hợp vi phạm khác, đề nghị các cơ quan tố tụng xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, khách quan, công bằng.